Trọng Hiếu xin kính chào quý khán giả, quý nhà vườn đang đến với chương trình thông tin chế phẩm trên kênh YouTube An Phước Nông Cây Ăn Trái. Kính thưa quý anh chú thân mến, đến hạn đại lên thì ngày hôm nay Trọng Hiếu sẽ cùng với anh chú chúng ta ngồi lại để mà mình tìm hiểu về một cái thông tin của một cái chế phẩm mới. Thì trước đó Trọng Hiếu đã chia sẻ đến anh chú chúng ta những cái giải pháp về dinh dưỡng, những cái giải pháp về chặn đọt cũng như là những cái giải pháp để cho chúng ta hạn chế cái tình trạng rụng bông, rụng trái non sầu riêng. Ngày hôm nay thì Trọng Hiếu sẽ giới thiệu đến anh chú chúng ta một cái chế phẩm mà chuyên để chúng ta phòng trừ những cái đối tượng nấm bệnh ở trên cây trồng. Thì mình thấy là ở trên cây sầu riêng, ngoài cái việc chúng ta hạn chế cái tình trạng rụng nè, hạn chế cái chuyện mà nó đi đọt, thì cái việc quản lý những cái đối tượng nấm bệnh giai đoạn bông, giai đoạn trái nó rất là đặc biệt. Và đặc biệt thì trong gần đây thì Trọng Hiếu thấy là năm nay cái tình trạng trái lá sầu riêng diễn ra khá là phổ biến, do đó là mình cần một cái chế phẩm để mà mình đặc trị, mình quản lý tốt cái đối tượng này. Thì chế phẩm ngày hôm nay Trọng Hiếu sẽ mang đến cho quý chú chúng ta đó chính là Top Lút của An Phát Nông. Thì đây là một cái dòng chế phẩm chứa hai cái hoạt chất rất là mạnh. Thì đây là hai cái hoạt chất có khả năng tiếp xúc, lưu dẫn và nội hấp luôn. Thì chúng ta ứng dụng vào trong cây sầu riêng thì nó sẽ giúp cho cây của chúng ta nó tăng cái khả năng để mà phòng trừ những cái đối tượng nấm bệnh này. Thì thông thường ở trên cây sầu riêng đó, chế phẩm Top Lút này nó sẽ phòng trừ một số cái đối tượng nấm bệnh quan trọng. Ở trên lá thì mình thấy nó có cái tình trạng trái lá do tháng thư, rồi tình trạng cái lá sầu riêng của chúng ta bị đốm mắc cua, thì cái giải pháp này nó cũng phòng trừ được luôn. Còn ở trên trái, ở trên bông thì mình thấy nó có cái tình trạng bị tháng thư, rồi bị những cái đối tượng gây khô bông, chết bông, thì chế phẩm Top Lút chúng ta ứng dụng để mà chúng ta quản lý những cái đối tượng đó cũng khá là tốt. Và nếu như những vườn nào ở cái khu vực mà anh chú chúng ta trong giai đoạn này có tình trạng mưa trái mùa xuất hiện, thì khi mà có mưa xuống thì anh chú chúng ta vẫn có thể sử dụng cái Top Lút này để mà mình pha vào trong cái bình để mà mình rửa cái mắc cua, giúp cho cái mắc cua của chúng ta hạn chế bị nấm bệnh nó tấn công. Bên cạnh đó thì ngoài cái ứng dụng về cái hiệu quả phòng trừ những cái đối tượng nấm bệnh, thì Top Lút nó có thêm một cái hiệu ứng là giúp cho cái phần lá của chúng ta nó được xanh hơn, giúp cho cái phần trái, cái phần bông của chúng ta nó được xanh và dẻo dai hơn. Thì một chút xíu nữa Trọng Hiếu sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái hiệu ứng cộng thêm này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cơ chế phòng trừ nấm bệnh của chế phẩm Top Lút. Anh chú chúng ta nhìn bên trên màn hình, Trọng Hiếu hiển thị cho chúng ta thấy ba cái cơ chế chính mà chế phẩm Top Lút này sẽ mang đến cho quên quý chú chúng ta khi ứng dụng ở trên vườn. Đầu tiên là khi mình tác động cái giải pháp Top Lút này với hai cái hoạt chất rất là mạnh, nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được cái quá trình giải phóng hình thành cái năng lượng để cho cái nấm nó phát triển. Thì tất cả mọi sinh vật, không chỉ riêng về nấm, kể cả vi khuẩn, kể cả con người của mình, kể cả cây trồng, thì nó đều cần năng lượng để mà nó hoạt động. Nhưng mà chúng ta tác động cái giải pháp này thì các đối tượng nấm bệnh ở trên cây trồng của chúng ta, chẳng hạn như là tháng thư nè, thì nó sẽ không có năng lượng để mà nó phát triển. Từ đó nó không hình thành được những cái tơ nấm, nó không hình thành được những cái cơ quan, từ đó nó sẽ không có thể gây hại trên cái lá của chúng ta được nữa. Cái cơ chế thứ hai đó chính là giúp cho cây trồng của chúng ta ức chế cái bào tử nấm nảy mầm và bất hoạt cái tơ nấm. Thì anh chú chúng ta tưởng tượng, nhìn chung á, thì những cái đối tượng nấm hại nó sẽ phát tán và nó lây lan theo con đường đó chính là bào tử, và nó phát tán theo gió. Thì khi mà bào tử nó rớt lên trên cái bề mặt lá để mà nó gây hại được, thì nó phải hình thành, nó phải mọc mầm, và từ cái mầm đó nó hình thành ra, trong khoa học người ta gọi là cái đĩa áp, để mà nó tấn công vào bên trong cái tế bào của cái lá của chúng ta. Như vậy thì khi mà cái tháng thư nó rớt lên trên cái mặt lá mà nó không hình thành được những cái tơ nấm, nó không có mọc mầm được, thì chắc chắn là nó sẽ không gây hại được cây lá của chúng ta. Thì đây là một cái cơ chế Trọng Hiếu thấy rất là hay ha bà con ha. Bên cạnh đó thì nó ức chế luôn những cái tơ nấm, thì nó có cái vai trò rất đặc biệt. Ngoài cái chuyện là nó ức chế những cái bào tử chuẩn bị rớt, thì trên vườn của chúng ta đang bị cái đối tượng tháng thư hoặc là một số đối tượng nấm bệnh khác nó tấn công, thì ức chế được cái tơ nấm, thì cái tơ nấm không phát triển thì nó không hình thành được những cái bào tử mới, từ đó nó hạn chế được cái tình trạng lây lan ở trên vườn của chúng ta. Và cái cơ chế thứ ba đó chính là ức chế sự hình thành tế bào nấm bệnh. Thì trong cái chế phẩm Top Lút thì nó có cái hiệu quả đó chính là nó ngăn cản cái sự hình thành nên cái chất để mà tạo ra cái thành vách tế bào.
nó không có được cái chất liệu đó, thì dẫn đến một cái chuyện là cái tế bào nấm bệnh, cái cá thể của nấm bệnh nó không có tạo ra được những cái đơn vị mới, không hình thành được những cái tế bào mới, từ đó nó cắt đứt được cái mầm bệnh, cô lập mầm bệnh và hạn chế cái tình trạng lây lan lẹ. Và đặc biệt là trong Hiếu thấy trong cái điều kiện khắc nghiệt như giai đoạn hiện tại, độ ẩm không khí có, mưa trái mùa có, và cả nắng nóng làm cho cái bào tử nó khô, nó phát tán đi cũng có luôn. Thì đó là ba cái cơ chế chính mà anh chú chúng ta có thể thấy được khi mà mình ứng dụng cái chế phẩm Top Lot này ở trên vườn sầu riêng của chúng ta. Và mình thấy đó là nó kết hợp vừa ba cái chế phẩm này và nó có khả năng nội hấp lưu dẫn. Thì khi mà anh chú chúng ta tác động lên trên vườn sầu riêng của mình, ở trên lá thì nó sẽ chặn đứng tốt được cái tình trạng cháy lá. Ở trên bông, trên trái thì nó sẽ giúp cho cái bông, cái trái của chúng ta bảo vệ được một cách tốt đẹp trước những cái đối tượng mà gây trở ngại trong cái quá trình mà cái trái, cái bông của chúng ta nó phát triển. Thì Đồng Hiếu thấy đây là một trong những cái chế phẩm nó chứa hai cái hoạt chất rất là mạnh. Và cái yếu tố tiếp theo mà Đồng Hiếu muốn chia sẻ đến anh chú chúng ta, ngoài khả năng phòng trừ nấm bệnh rất là tốt, thì chế phẩm Top Lot này nó còn có cái hiệu quả là tăng cái màu xanh của cái lá và tăng cái màu xanh của cái trái non. Từ đó giúp cho chúng ta thấy là cái phần trái của chúng ta nó được đẹp hơn, cái lá nó sẽ được tăng cái khả năng quang hợp hơn. Như vậy thì cái hiệu ứng xanh lá và tăng quang hợp nó sẽ đến từ hai cái hoạt chất azoxystrobin và hexaconazole. Đầu tiên là azoxystrobin, thì đây là một cái hoạt chất khi mà chúng ta tác động vào nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là cái cây của chúng ta nó sản sinh ra cái ethylene. Thì nói về ethylene thì gần đây anh chú chúng ta rất là quen rồi ha. Đây là một cái hormone ức chế, khi mà nó sản sinh ra nhiều nó sẽ làm cho cái tế bào của chúng ta nó già nua đi. Mà già nua thì ở bên trên lá nó dễ bị cháy, nó dễ bị rụng. Rồi ở bên dưới trái đó mà chứa nhiều cái ethylene này quá, nó sản sinh nhiều quá thì làm cho cái tầng rời của chúng ta phân hủy. Và cái trái của chúng ta nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bị rụng. Do đó là thông thường anh chú chúng ta ứng dụng cái chế phẩm Top Lot này, mình kết hợp với cái kẽm mình phun lên trên trái, thì nó cũng hạn chế được cái tình trạng là nó phân hủy tầng rời do tích tụ nhiều cái ethylene, thì nó cũng hạn chế được cái sự rụng trái ở trên vườn của chúng ta. Cái thứ hai là cái hoạt chất hexaconazole. Thì hexaconazole là một cái hoạt chất rất quen thuộc mà anh chú chúng ta thường ứng dụng để mà quản lý những cái đối tượng nấm bệnh. Trước đó thì khuyến cáo anh chú chúng ta ứng dụng để mà quản lý cái tình trạng cây bị chết ngược đó, chết đọt hoặc là cháy lá, tổ kiến, vân vân, thì chúng ta đều có thể ứng dụng cái chế phẩm này được. Thì khi mà mình bổ sung cái hexaconazole đó, thì đây là một trong những cái hoạt chất nó thuộc cái nhóm triazole. Thì đa phần cái nhóm triazole nó sẽ có một cái vai trò là nó sẽ tăng sinh được cái diệp lục tố. Do đó là anh chú mình bổ sung cái thuốc bệnh, nhưng mà cái lá của chúng ta nó sẽ xanh được đậm hơn, quang hợp được tốt hơn và hạn chế được cái tình trạng nó bị rụng do cái cơ chế là ức chế cái ethylene. Thì đó là những cái chia sẻ mà Đồng Hiếu muốn thông tin đến anh chú chúng ta về cái chế phẩm Top Lot này. Thì riêng về cái chế phẩm Top Lot này là đây là một trong những cái đây là một cái chế phẩm thì với cái dung tích là 400cc ha anh chú ha. Thì 400cc anh chú chúng ta nhìn một cái chai nó rất là gọn với một cái mẫu mã rất là đẹp. Thì đây là một cái dòng lưu dẫn nội hấp, do đó là mình bổ sung ở một cái vị trí nào đó thì nó có khả năng nó lưu dẫn đi tới những cái ngóc ngách mà chúng ta chưa có phun tới, nó cũng hạn chế được những cái đối tượng này nó lây lan và nó phát triển. Thì đây là một cái chế phẩm sắp tới anh em sẽ giới thiệu nhiều đến quen quý chú chúng ta. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu sơ bộ về công dụng và những cái hiệu ứng cộng thêm của chế phẩm Top Lot này. Như vậy thì cái cách để mà chúng ta phối trộn cho nó mang một cái hiệu quả tốt nhất là như thế nào? Thì thông thường nếu như anh chú chúng ta sử dụng riêng cái này thì vẫn được ha. Tuy nhiên thì có một số của anh quý chú chúng ta thường mình thích cái kiểu là mình phối trộn để cho nó tăng cái hiệu lực hơn nữa. Tại vì cây sầu riêng thì anh chú chúng ta rất là cưng, do đó là không có ngại đầu tư, thì mình mong muốn là mình phối trộn thêm với những cái hoạt chất khác để mình tăng cái hiệu lực. Thì ở đây Trọng Hiếu cũng chia sẻ cho anh chú chúng ta ba cái công thức. Cái công thức đầu tiên đó là cái công thức để mà chúng ta quản lý những cái đối tượng nấm khuẩn, kể cả trên lá, kể cả trên bông, kể cả trên trái luôn. Thì cái công thức đầu tiên đó chính là anh chú chúng ta sẽ sử dụng cái Top Lot mình cộng cho cái kẽm ABN. Thì đối với công thức này mình vừa quản lý được những cái đối tượng tháng thư, mình vừa ngừa luôn được cái khuẩn giúp cho cái bộ lá của chúng ta nó xanh và dày hơn.
thì anh chú mình sẽ thường ứng dụng cái giải pháp này trong cái tình trạng mà cái cây của chúng ta vừa bị cháy lá mà vừa bị rụng luôn đó. Tại vì mình đưa cái kẽm vô thì cái tầng rời nó sẽ được dẻo dai hơn, nó sẽ tăng cái tốc độ quang hợp hơn, thì từ đó nó ít ảnh hưởng cái bộ lá của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái công thức này, nhưng mà mình thế cái kẽm bằng cái khuẩn ABN. Thì cái khuẩn ABN là một trong những cái chế phẩm nó thiên về trị khuẩn ha. Chúng ta đưa vô thì nó sẽ vừa trị nấm mạnh, vừa trị khuẩn mạnh luôn. Thì cái công thức mà có khuẩn ABN á, thì thường Trọng Hiếu sẽ khuyến cáo anh chú chúng ta ưu tiên mình phun ở bên dưới cái bông. Tại vì ở dưới bông, ở dưới cái trái của chúng ta thì nó sẽ sợ cái đối tượng khuẩn này nó làm gây bệnh. Và khi nó gây bệnh thì nó cũng dễ hình thành cái tầng rời và nó ảnh hưởng. Còn ở trên lá thì mình chỉ cần cộng tớp lút chung với kẽm thì nó đã tốt rồi, thì nó đã chặn đứng được cái tình trạng cháy lá rồi ha bà con ha. Thì nói chung là hai công thức này anh chú chúng ta đều có thể phun cả lá và cả bông cây trái luôn. Nhưng mà ai muốn mạnh hơn thì mình đổi kẽm thành khuẩn ABN ha. Rồi cái công thức thứ hai mà Trọng Hiếu muốn chia sẻ đến anh chú chúng ta đó chính là cái công thức để mà mình quản lý cái đối tượng thối trái sầu riêng. Thì thối trái sầu riêng nó xảy ra ở hầu hết tất cả các giống, và cái nguyên nhân chính đó chính là cái Phytophthora nó gây ra. Thì trong cái công thức này Trọng Hiếu sẽ phối trộn giữa chế phẩm Top Lút và cái Aragon 620. Anh chú chúng ta có thể nhìn ở bên trên màn hình để mình thấy rõ được cái liều lượng, khi đó thì chúng ta ứng dụng sẽ được phù hợp hơn. Thì trong cái đây nó vừa phòng ngừa được những cái đối tượng nấm, ngoài Phytophthora và Aragon 620 thì nó là một trong những cái dòng nó giúp cho cây trồng của chúng ta nó kích kháng, giúp cho cây trồng của chúng ta tiêu diệt những cái đối tượng thiên về cái dòng Phytop nè. Thì mình vừa kết hợp khả năng phòng trừ những cái đối tượng nấm mà mình không biết, và cả đối tượng chính đó chính là Phytophthora, thì Trọng Hiếu thấy là chúng ta quản lý rất là tốt đối với cái tình trạng cái trái sầu riêng của chúng ta bị thối hông, thối đít ha bà con ha. Rồi vừa rồi là những phút ít ỏi mà Trọng Hiếu chia sẻ đến anh chú chúng ta về chế phẩm Top Lút của An Phát Nông. Thì hy vọng anh chú chúng ta sẽ cân nhắc, mình tìm hiểu và mình ứng dụng trên vườn sầu riêng của chúng ta để tạo ra được một cái bộ lá nó ít bị cháy, xanh đẹp. Còn cái phần bông, phần trái bên dưới thì hạn chế được những cái đối tượng nấm bệnh. Từ đó chúng ta có một cái vụ mùa với một cái năng suất cao. Vâng, như thường lệ thì ở phần cuối Trọng Hiếu sẽ cùng với anh chú chúng ta khám phá cái chất lượng của chế phẩm Top Lút qua cái màu dung dịch ở bên trong nha. Chào mừng quý khán giả của Nhà Vườn đang trở lại với chương trình thông tin chế phẩm trên kênh YouTube An Phát Nông Gian Trái. Và chế phẩm ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu là một cái giải pháp quản lý nấm bệnh Top Lút của An Phát Nông. Ngay bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái chất lượng ở bên trong ha bà con ha. Đây là một cái chế phẩm nó chứa hai cái hoạt chất rất là mạnh, thì mình ứng dụng lên trên cái vườn của chúng ta thì nó có rất là nhiều những cái hiệu ứng tốt. Và thông thường đó, những cái chế phẩm thông thường chúng ta ứng dụng thì nó sẽ chỉ là quản lý nấm bệnh thôi. Còn cái đó, cái này thì nó giúp ức chế được cái ethylene, cũng như là giúp cho cái lá của chúng ta nó được xanh hơn, cái bông, cái trái của chúng ta nó được xanh tốt hơn ha. Rồi bây giờ xin mời bà con chúng ta sẽ cảm nhận cái độ sệt của dung dịch. Cái màu của chế phẩm Top Lút thì mình thấy là nó có một cái màu sữa tươi rất là đẹp. Rồi bà con thân mến, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử cái độ tan của cái chế phẩm này hả bà con ha. Rồi mình sẽ nhìn lại về cái độ sệt của cái dung dịch gốc của chế phẩm Top Lút. Rồi đây, mình hãy nhìn đi nha. Rồi Trọng Hiếu sẽ nó đây, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lấy cái muỗng chúng ta quậy. Rồi sau khi mà Trọng Hiếu quậy vài vòng thì bắt đầu cái chế phẩm của chúng ta nó hòa tan hết và nó đều. Và cái dung dịch đồng nhất của chúng ta thì mình đánh giá nó sẽ giống như cái màu của sữa tươi ha bà con ha. Và từ đó anh chú chúng ta có thể đánh giá một cách nó kỹ càng hơn khi mà mình cầm cái chế phẩm Top Lút này về ở trên vườn của chúng ta ứng dụng. Thì đây là một cái dạng sữa, do đó là anh chú chúng ta ứng dụng
Ở trên lá thì nó vẫn tốt, ở trên bông, trên trái non thì nó đều mát và nó không có ảnh hưởng gì hết tới cái bông cái trái của chúng ta. Và đó là anh chú chúng ta ứng dụng một cách tự tin ha. Rồi, và đó là những cái thông tin ngắn ngủi trong chương trình ngày hôm nay. Trọng Hiếu muốn chia sẻ đến anh chú chúng ta về chế phẩm Top Lút, một giải pháp quản lý đối tượng nấm bệnh khá tốt trên vườn sầu riêng trong giai đoạn sắp tới. Hy vọng anh chú chúng ta sẽ tin tưởng và ứng dụng. Và bây giờ thì Trọng Hiếu xin chào và hẹn gặp lại bà con ở chương trình thông tin chế phẩm kỳ tới nhé.